Hello, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách bố trí cái móng đệm cát nhé. Đây, cái thằng móng đệm cát đây. Nhìn qua thì nó sẽ có hình dạng như là cái thằng hai cái thằng trước ấy, chả khác cái gì luôn. Đây, nó chỉ có thêm cái nền đệm cát ở phía dưới thôi. Đấy là nó như này này, như cái thuyền này. Rồi, mình vào cái thuyết minh các bạn tính toán ra nó bằng kích thước bao nhiêu nhé. Đây, móng đệm cát của mình này. Đây, tính ra chiều rộng đáy đệm cát các kiểu này. 3m4, 1m5, 3m8, 5m5 này. Được chưa? Xong rồi tính cốt thép cho nó thôi. Cốt thép xong rồi đây. Kết luận, có kết luận ở đây. Đây. 2m1, 1m7, 0,7 này. Thôi, ok, nào Revit nhé. Cái trường hợp móng đệm cắt thì mình bố trí ở đâu đúng không? Thì nó sẽ không có trong cái mặt bằng này. Chưa? Thì các bạn chờ cái mặt bằng này nhá. Các bạn bật cái thằng này lên này. Các bạn kích vào đây, các bạn lôi sang đây. Mình sẽ bố trí ở cái biên này. Cho có móng ấy. Xong rồi ở mặt bằng thì mình không thể hiện thì mình lại kéo cái thằng này vào. Xong rồi mình nói chung là mình vẫn lấy được cái móng ấy sang mặt cắt với mặt bằng là được. Mặt cắt móng với là mặt bằng móng này. Ok nhá. Các bạn kích vào thằng này. À, các bạn chọn cột luôn. Các bạn chọn cái cột này luôn. Chọn cái cột trước nhá. Đây. Chắc chờ column này. Xong rồi chọn cái thằng móng này, giữ Ctrl CO. Bắt điểm này cũng được. Đây, cho ra đây. Được chưa? Thì các bạn sẽ được ở đây. Đây các bạn cắt tắt cái checkbox này đi nhé. Ở đây các bạn có vậy là các bạn sẽ được một cái sẽ được cốt thép của cột luôn. Các bạn sẽ được cốt thép của cột luôn. Không cần phải mô hình cốt thép cột lúc lát nữa ấy, lát nữa không cần phải mô hình thép cột nữa. Rồi các bạn vào thằng này này. Các bạn edit 2 các bạn duplicate nó là hình M1 đúng không? M1 móng để cắt. Enter. Đây này 2m1 này, 1700 này. H là bằng 700 thì cho H1 bằng 400, H2 bằng 300 đi. Ok. Lòi thép nó dòi ra này, xóa đi. Không. Để thép như này, lát mình sửa ấy. Lát mình sửa cho thành cái cốt thép của mình. Rồi. Cái thằng cột này nó bị ấy đúng không? Hiện thép lên nhá. Cái thằng cột này nó bị cao lên thì kích vào thằng này. Phải là cái thằng móng này nó thấp hơn cái thằng này là 100 đúng không? Thằng này thấp hơn thằng này 100 thì lại cho nó trừ xuống 1m2. Đấy. Thì các bạn để ý cái. À ok được rồi. Ok nhá. Ok anh em. Xong là vào xem cốt thép này. Theo cơ ngành dài này. Theo ngành dài 10 phi 14 a 180. 10 phi 14. Cạnh dài là cạnh nào vậy? Đây, cạnh dài là cái cạnh ấy này. 2m3 à, đúng rồi. Thì sẽ là cái thằng này. Phi 14 đúng rồi. 10 thanh. Khoảng cách 200 sao nhỉ? 1.90 nhanh quên quá. 1.80. Mất tập trung. Ok. Rồi kích vào thằng này. Ấn thì di chuyển sang một tí cho nó nằm giữa thằng móng ấy. Cho đẹp. Ok. Thắng nhá. Xong thì các bạn lại kích vào thằng này. Sang xem theo phương cảnh ngắn là 14 phi 12. Phi 12 thôi. Ok. 14 thanh. Khoảng cách A155 à. 155 thì các bạn thử nhập 155 xem nhá. Thì cho nó thành 150 đi. Rồi.
đi nó lên đây tí đi cho nó ấy ok nhá, sao ngắn đấy nhỉ. Rồi xong rồi các bạn quét từ phải sang trái, quét một nửa tầm này thôi, đừng có chạm đến thêm cột nhé. Các bạn vào filter, các bạn check none, các bạn chọn cái thằng debug này, ok, đặt là gì, partition copy từ 11 ra nó sẽ tự động đặt là 11 đúng không. Bây giờ mình đặt là gì, M3 đi, enter 3 được không nhỉ, xem cái bảng thống kê nào. À, mình phải đặt là M3 gạch cắt điểm cắt máu điểm cắt. À không, nó là phương án M1. Enter. Chưa. Còn mấy cái thằng này các bạn đặt luôn cho mình nhé. Các bạn quét như này. Các bạn filter, các bạn check none, các bạn chọn gì ba, ok. Nó đang M1 này. Thì M1 gì? M1 máu nông. Enter. Thằng này là M2 máu nông nhé. M2 máu nông. Enter. Đấy, thằng này là M1 điểm cắt. Ok chưa? Cái thằng này nó hơi ngắn này, cái thằng thép phim 12 nó hơi ngắn này. Reba number số 12, à số 2 này. Kéo nó ra đây một đoạn. Thằng này bên trên đúng nhỉ? Kéo nó ra đây một đoạn. Nghe nhau? Thôi chết. À đúng rồi, để như này cũng được. Không cần sát xuống đâu. Đó, cắt ra chỉnh sau. Ok nhá, xong các bạn vào mặt bằng này. Các bạn muốn lấy mặt bằng thằng này đúng không? Thì vào đâu? View này. Tương tự như lần trước thôi. Lấy mấy cái thằng này bằng Conal đúng không? Conal này, Rectangle này. Collision Detail đi. Đúng nhỉ? Đúng rồi, Detail này. Thử nhá, làm lại nhá. Cô nào này, thôi sân đi theo này, nắm kéo sao không nắm được nhỉ. À mình đang tắt cái cô nào rồi. Đây muốn bật cô nào thì các bạn lại vào VV này, các bạn vào annotation này, các bạn vào cô nào này, bật nó lên này, bật cái cô nào này lên nhá, ok này, thấy chưa. Xóa thằng này đi. Mệt quá. Rồi, làm lại nhá. Khô nào này. Khô đi chừng đi theo này. Ok chưa? Đấy. Xong rồi gì? Phải chuột. Auto view. Đây. Thì cái thằng này các bạn xử lý tương tự cho mình. Cái thằng M1 này nhá. Mình đã làm màu cho các bạn như này rồi. Các bạn tương tự các bạn làm lại cho mình. Được chưa? Mình chỉ hướng dẫn các bạn làm cái mặt cắt cho nó thôi. M2 này, à M1 này. M1 bóng nâu trên nền cắt. Ok chưa? Xong các bạn vào đây đúng không? Các bạn cắt dọc thằng này ra nhá. Section này. Vào foundation section này. Hiện này. Ctrl Z. Rồi, các bạn mình quên apply cho nó cái template. Các bạn vào none này. Đặt cho nó là gì? Collision detail này. Rồi. Apply. Rồi các bạn lại click về none. Được chưa? Các bạn vào muốn bật thép lên đúng không? Vào các bạn vào VV này. Các bạn vào đây, xóa mấy cái thằng này cho mình nhé. Hoặc là gì? Hoặc là các bạn vào cái thằng M1 này, phải chuột này,
Rear S này. Mặt bằng chi tiết máu đi. Enter. Đây, tỷ lệ 1:25 này, ok này. Được chưa? Xong thì các bạn vào đâu? Các bạn lại vào điểm cắt này, xong các bạn phải chuột này. Phải chuột cái thằng điểm cắt nhé. Apply thôi, apply template này. Mặt bằng chi tiết máu này. Ok này, được chưa? Xong rồi gì? Quét hết này, à quét nửa thôi. Đấy, filter này, check none này. Factor rebar này, ok này. M1 máu nâu lên nền điểm cắt này, được chưa? Edit này. M1 máu nâu lên nền điểm cắt. Nó là thằng nào nhỉ? Đây, nó là thằng này. Cắt bỏ đi. Ok. Xong các bạn tạo khối void. Các bạn tạo khối void xong rồi EH nó đi. Xong rồi tạo khối void xong đổi chiều nó ăn nhau ấy. Nó ăn cái móng này này. Xong rồi ẩn cái khối ấy đi là được. Thì nó sẽ lòi cái góc thép này ra. Tương tự nhá, tương tự 11 nhá. Xong các bạn vào cái dọc thằng này ra nhá. Section. Bửa dọc ra. À, SC nhá. Các bạn chọn cái thằng này là gì? Foundation Section. Đây. Và cắt dọc của mình là Foundation Section. Ok. Cắt ngang này. Xong các bạn phải chuột gọi Go to View. Rồi. Cái này ứng với gì? Mặt cắt. Và bao. Enter. Kìa. Thằng này nó bị. Cái thằng này nó bị. Không có thép cột đúng không? Rồi các bạn tắt cái khung ô này đi. Xong các bạn gì? Cái thằng này các bạn xử lý cho nó đẹp rồi nhá. Tắt TL đi. Thằng này các bạn xử lý cho đẹp rồi này. Trường hợp nó có cái khớp ở đây đúng không? Cái này. Với lại nó có cái. Các bạn thấy cái thanh thép này nó có cái chấm to to ở đầu này đúng không? Thì các bạn đã cắt qua cái thanh thép này đây. Mặt cắt 11 nhá. Rồi sẽ hướng với lại móng M1 đúng không? M1 trên này thiên nhiên này. Các bạn để ý cái thằng này nó cắt. Nó cắt qua cái thanh này. Cái thanh chéo chéo này. Thì như thế sao? Thì các bạn nắm thằng này. Các bạn lôi sang bên này. Lôi sang bên này. Đấy. Thấy chưa? Nó bao ra ngoài này nhá. Go to view này. Đấy, thấy thanh thép của mình nó ok chưa? Còn cái trường hợp này là vì gì? Cái trường hợp mà có cái ấy này. Các bạn thấy cái đoạn này không? Các bạn thấy cái đoạn bể bốt này không? Thì là do cái máu của mình nó vát đấy. Thì các bạn cắt ngang đây đúng không? Thì nó sẽ có một cái khúc thừa gọi là gì nhỉ? Nói chung là nếu mà xử lý thì các bạn lại kéo sang hết sang bên này. Đấy. Xong rồi chỉnh cái vùng mặt cắt này cho nó. Ừ, thằng này không chỉnh được à? Thằng này không chỉnh được. Đây các bạn lại ra nhìn nhá. Go to view này. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy nó mất cho mình chưa? Đây này. Ok không? Còn sang trường hợp móng nâu lên nền thiên nhiên này. Móng nâu lên nền điểm cắt nhá. Đây. Go to view này. Các bạn thấy nó không ấy đúng không? Nhưng mà cái mặt cắt 11 này các bạn xử lý cho nó đẹp rồi đúng không? Các bạn phải cho các bạn chọn create này. Mặt bằng chi tiết móng này. Rồi các bạn ok. Mình tạo đây này. Mặt bằng chi tiết móng này ok này. Xong các bạn phải chuột vào cái thằng này, các bạn apply template này. Mặt bằng chi tiết móng này. Ok. Thấy chưa? Xong rồi gì? Xong rồi DB các kiểu xong rồi. Làm cho nó gọn gàng thôi. Nắm thằng này, kéo lên. Ok chưa? Còn cái thằng này đúng không? Sao apply nó lại mọc thêm cái thằng này nhỉ? Các bạn quét như này nhá. Đây, quét như này cho mình này. Được chưa? Rồi các bạn vào filter các bạn chọn gì? Thích năng. Chọn thằng móng với thằng dầm, à thằng móng với là thằng thép. Ok. Xong gì? Phải chuột. Ẩn nó đi. High in view này.
element này, ok chưa? Còn cái thằng này xử lý như lúc nãy này, các bạn thấy nó có cái chấm đầu mút này không? Lâu nên thì tắt đi, nó nên được ra đây này. Các bạn cho nó trùm ra ngoài này này, được chưa? Thằng này 1-1 rồi, 3-3 này. Đây, các bạn thấy nó mất chưa? Còn cái thằng này thì cho nó trùm ra. Đây, cho nó trùm ra ngoài này. Đấy. Ok chưa? Và mình cắt 3-3 này. Đấy, giúp thầy nó mất chưa? Còn mấy cái thằng thép nó đen đen này các bạn xử lý như lần trước cho mình nhá. Rồi DV các kiểu này, cho chỗ này đẹp vào này. Cái bờ này. Đấy. Ok chưa? Mấy thằng này kéo vào, gọn gàng vào. Bây giờ mấy cái thằng code này ẩn hết cho mình đi. VV Annotation. Ấn chữ L là level. Tắt nó đi. Ok. Cái thằng này thì không cần nữa đâu. Ok chưa? Còn cái thằng này là cái thằng cái khối Garrix Model đúng không? Nãy mình tạo đúng không? À, trước mình tạo chứ. Các bạn không để như này được. À, EH đi. EH. Ở đây không cần. Ok chưa? Xong các bạn vào bản vẽ này. Vào bản vẽ xong là lôi cái thằng này sang. Đây, mình cắt 33 lôi sang trước này. Nó sẽ là số 3 này. Đây, đi theo number 3 này, được chưa? Các bạn lôi cái thằng mặt bằng ra, mặt bằng móng này. Đấy. Đó, thằng này nó sẽ 4 đúng không? Nhưng mà mấy cái thằng mặt bằng mình có thể là mình đặt là B này, C này, thằng này đặt là D đi. D. Enter. Rồi cái thằng này là cắt 33 này. Bạn kéo nó xuống tầm này. Thằng này mấy cái này các bạn sắp xếp cho mình nhá. Mình sẽ không làm nữa đâu. Các bạn làm tương tự như mình. Tương tự như hai cái thằng này sắp xếp gọn gàng vào đây này. Được chưa? Còn cái thằng điệp cát này nhá. Nó chỉ khác cái thằng kia là cái có cái đáy điệp cát thôi. Thằng này kéo gọn xuống nhá. Sao cái máy mình nó kêu quạt thế nhỉ? Hỏi chấm vô nặng vậy à? Rồi có phải là cái điểm cắt ơi à, có cái điểm cắt như này này thì các bạn đã tính ở trong thuyết minh ấy. Rồi à, các bạn để ý nhá, các bạn đã tính ra là chiều rộng đấy điểm cắt này, chiều dài đấy điểm cắt này, có kích thước này, ok chưa? Vì sao thì cái móng mình nó có chiều dài và chiều rộng đúng không? Ở đây mình cắt theo chiều dài thì gì? Thì mình phải vẽ cái thằng điểm cắt này theo chiều dài, được chưa? Đây, chiều dài này, đáy dưới này, đáy trên này, để mình vẽ đáy trên trước nhá, là cái cạnh cạnh dài bên trên này 55 mét này, 55 mét chia đôi bằng bao nhiêu? 2,75 à? 2,75, được chưa? Các bạn nhập lệnh DL cho mình. DL đúng chưa? Rồi nó sẽ cách cái thằng tâm này ra là bao nhiêu? 2,75, 2,750. Enter đúng chưa? Các bạn để ý nhá, SC 2 lần thì cái do cái thằng này nó bị ẩn về cái khối bóc này đấy. Các bạn nắm thằng này lôi ra đây, cái này lôi xuống đây cho gọn ra tầm này thôi đấy. Được. Các bạn nắm thằng này lôi sang bên này. Đây, lôi thằng này xuống đây một tí mà vẽ sướng. Rồi xong rồi tắt nó đi, kích vào thằng này lôi sang đây, kích vào thằng này lôi sang đây,
chưa? Tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái thằng này nó sâu 1m5 này. Sâu 1m5. 1m5 này tính ở đâu thì mình cũng quên mất rồi. Hình như là tính bên trên sao ấy. Nói chung là khó tính. Đây này. Chọn chiều dài điểm cắt này, 1,5 m được chưa? Rồi, về xuống đây 1,5. DL về xuống đây 15 không enter được chưa? Xong thì 3,8 được cái đoạn chỗ này ra bao nhiêu đúng không? À. Đây. Các bạn lại vẽ kiểu bạn vẽ cho mình một cái đường tim xuống đây nhé. DL này. Đây. Bắt cái thằng này này. Cái thằng đây. Được chưa? Xong rồi gì? Xong rồi cái cạnh dưới có phải là bằng 3,8 chia đôi đúng không? 3,8 chia 2 bằng 1m9. Ok. DL 1900. Enter. Rồi. Sao có gì sẽ sai nhỉ? 5m5, 3m8. Sai không nhỉ? Rồi. Xóa cái này đi. DL. Nối cái thằng này lại thôi. À. Cái khung nhìn của mình nó đang đây, nó đang đây, cái đáy này của mình sang tận đây cơ mà. Thì gì? Thế các bạn kích vào cái thằng này này. EH nó đi. Quét từ dưới lên trên. Đây. Dính phải thằng nào đúng không? À không. Quét từ dưới lên trên nhá. Nó mà chọn phải cái thằng nét mà lúc nãy các bạn vẽ này. Các bạn giữ shift. Thấy dấu trừ chưa? Kích một phát để bỏ. Xong rồi gì? EH nó đi. Ok. Chết, bỏ mấy cái dầm trên này rồi. Thì không sao. Mấy cái dầm này bỏ đi cũng được. Không thì các bạn Ctrl Z này. Ctrl Z. Ok nhá. Quét từ dưới lên trên nhá. Giữ shift này, bỏ thằng này. Bỏ thằng này đi. Được chưa? EH. Đấy. Thằng này thì lôi nó ra đây thằng này này. Được chưa? Rồi xong các bạn. Lôi sang bên này tí. Ok. Từ kéo thằng này sang. Được chưa? Từ quét cái chỗ này. EH rồi đi. Rồi xong rồi tắt cái thằng này đi nhá. Rồi sao đây chưa? Đây là cái đáy điểm cắt của mình nhé. Các bạn xem bản vẽ của mình này. Đây nó có cái đường mảnh mảnh xuống đây để đim này. Đim cái góc này. Rồi máy mình để xóa xóa mất cái đường kia rồi. Để mình vẽ lại DL này. Có cái đường đây, dòng đây xuống này. Được chưa? Này. Rồi, các bạn quét mấy cái thằng này nhá, nhá. Các bạn ấn MM. Các bạn đối xứng sang. Được chưa? Rồi, DL. Mấy cái góc 30 độ. Được chưa? Tiếp theo là các bạn tô cái lớp lớp đệm cát cho mình. Tô kiểu nó kiểu như bê tông như này này. Tô minh họa thế thôi. Nó nhanh. Rồi các bạn vào annotation. Các bạn vào Regen. Đây các bạn chọn Congress Top Column này. Được chưa? Xong gì? Các bạn ấn Pick Line. Các bạn pick cái biên dạng như mình nhé. Rồi.
Hôm nay pick thêm cái thằng này, đừng khép kín nhé. Xong finish đi. Em sẽ hạ lần. Được chưa? Xong rồi dim tang thôi. D này, D này. D cách này. Dim tang sang đây. Ừ, bị chết bắt đầu. Dim từ đây này. Sang đây. Sang đây. Sang đây. Sang đây. Và cái dim dim này thì tùy các bạn dim thôi. Dim như nào đó. Đây, sang đây đúng không? Được chưa? Xong rồi điểm tổng hơn nữa. Được chưa? Kích vào thằng này. Thêm cho nó cái mút ra như này cho nó đẹp đấy. Chính xác chưa? Đây này. Ok đúng không? Còn cái điểm góc này đúng không? Các bạn vào đâu? Các bạn vào điểm đây này. Mấy cái thằng này này. Đây nó sẽ là thằng này. Điểm góc này. Được chưa? Các bạn kích thằng này, kích thằng này. Đây. Kích thằng này, kích thằng này. Góc của mình đây đang là xấp xỉ 30 độ đúng không? Các bạn dí vào đây nhá, các bạn ấn phím tab này. Đấy, nó chọn được cái thằng này chưa? Rồi các bạn đi nhá. Các bạn dí vào nó hiện như này nhá. Các bạn ấn hai lần vào đây. Được chưa? Replicate nó thành gì? 30. Phải chuột chọn cái gì? Là cái tiêu chuẩn dưới cùng này. Ok. 30 giờ. Nhưng mà cái chế độ này làm sao viết vậy? Các bạn copy lên này xuống. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Được chưa? Xong rồi xóa thằng này đi. Kích vào thằng này, mờ mờ. Rồi xứng qua đây. Được chưa? 30 độ chưa? À, xong cái thằng điểm cát nhá. Đấy, nó chỉ thế thôi. À, còn cái thép chờ nữa. Cái thép chờ này. Các bạn thấy đây không? Thép chờ lên nhô lên 800 này. Ok. Thì cái bài trước đây mình có vẽ cái cổ móng này. Các bạn để ý này. Đây là mép cột này, đây là mép cổ móng này. Thì mình nghĩ là không cần vẽ được. Chả giải quyết được cái gì. Thì các bạn đây các bạn vào Revit này thì cái lúc mình vẽ cột thì cho nó nhô lên chờ lên 40D đúng không, thì nó sẽ có sẵn rồi. Các bạn kích thằng này xóa đi, rồi các bạn bật cái khung nhìn lên, các bạn nắm thằng này lôi lên nó phủ ra khỏi cái chờ đây. Xong rồi gì, xong các bạn kích vào cái thằng này nhá, mình sẽ chỉ làm cái thằng này thôi. Còn mấy cái thằng bên này các bạn tương tự như mình. Được chưa? Các bạn kích vào cái có cái dấu này. Có cái dấu con sâu này. Kích vào đấy, được chưa? Nó sẽ tách đôi ra này. Các bạn nắm thằng này lôi lên đây. Đúng không? Cái mục đích của này là cho nó gọn lại thôi chứ không được làm dài. Đấy. Được chưa? Xong đây, lôi thằng này xuống. Thôi. Sao không lôi được xuống nhỉ? Đây có cái dấu lôi này. Đấy. Rồi nó sát xuống đây. Được chưa? Thì cái thằng này hơi sát đúng không? Hơi sát. Nó lên tí. Đấy. Đấy. Ok nhá. Xong tắt đi. Xong rồi gì? Tạo cho nó hai cái đường DV ở đây này. Đấy. Tín chưa? Kích thằng này. Lột nó xuống. Ấn chuyển cách. Còn cái thằng E này lôi cho nó lên đi nhá. Không chọn được luôn này. Dí vào đây ăn phím tab này. Được chưa? Quay trở lại đây. Lôi lên. Rồi. Xong rồi thì kích thằng này DM. DM qua đây này. Tầm này. Ui. Nó bay xuống tấn dưới này. Xóa đi. Kích vào thằng này. À thôi vé mới đi cho nhanh. DV này. Đây, lôi từ đây sang đây. Được chưa? Các bạn hiểu hai cái dấu này chưa? Rồi. Xong các bạn tiến hành dim nhá, dim tang thôi. Đây cách này. Đây này, lên đây này. Dim chi tiết ra luôn. Đây. Xong rồi dim lên đây. Được chưa? Xong dim lên đỉnh cột này.
đi lên thép chờ bao nhiêu này. Ở đây đang 990 này. Thì nếu mà trường hợp các bạn trường hợp cô giáo bắt các bạn là cái này cao quá đúng không? Thì các bạn lại kích hai lần vào đây này. Kích hai lần vào đây nhá. Các bạn lại sửa nó thôi, ví dụ như 800 chẳng hạn. Phải chuột chọn nó cái tiêu chuẩn dưới cùng này. Được chưa? Đang ok. 800 chưa? Đây là trường hợp phải sửa đúng không? Ok. Ok. Xong thì mình xử lý cái thằng móng cọc luôn nhá. Móng cọc thì mình sẽ vẽ tương tự cái thằng điểm cắt này. Đây. Kích hai lần vào cái view này. Được chưa? Thằng này thì cái thằng móng cọc này các bạn để ý này. Nó khác này. Nhưng mà nó không bị vát như mấy cái thằng này nữa, nó sẽ vuông vuông luôn. Thấy không? Thì các bạn vào lệnh CM này. Được chưa? Ở đây nó có cái móng đây này, có cái tiết diện vuông 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 này. Các bạn đặt vào đây. Rồi. Còn các bạn vào thuyết minh nhé. Vào thuyết minh. Kéo xuống móng cọc. Xem kích thước nó bằng bao nhiêu. Đây là chọn sơ bộ loại cọc này, tiết diện cọc này, số đoạn này, chiều dài cọc các kiểu. Thôi, xem cái chỗ dưới cùng đi. Đây này. Chiều sâu chôn móng á. Kích thước chiều cao đài bằng 1 mét. À, sau này các bạn tính đến móng cọc thì chọn cái chiều cao đài này cho nó dày 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 chút nhé. Các bạn mà lấy mỏng quá là sau này kiểm tra cái chọc thủng nó mệt lắm. Rồi kích thước nhé, 2m3, 2m3, vuông luôn à? Ừ nhỉ. Thôi 2m3, 2m3 cái đó. Ở đây các bạn vào Edit Type này. Width với lại Length. Width với lại đây, thằng này là 2m3 nhá. 2300 này. Còn thằng này là lớp bê tông bảo vệ sao nhỉ? À, lớp bê tông lót sao nhỉ? Thằng này là thickness này. Thickness là chiều dày là 1 mét nhé. Mà hát đài đấy. Ý. Ok chưa? Và 3D phát xem nào. Đây. Thằng này là nằm ở cốt tô nền đúng không? Thằng này cho nó xuống cốt tô nền đi. Trừ xuống một trừ một chín. Cho nó tầm tầm này đi. Được chưa? Xong thì các bạn vẽ thêm cho nó cái cột. Lấy cái cột này luôn đi, không lấy cái cột có thép vào này. CO copy nó ra đây. Các bạn vào add-in sau thép lên. Rồi. Cứ để cái thằng này như này xong rồi chỉnh sửa sau nhé. Đây. Thì cái thằng móng cọc này trước đây mình vẽ bằng nét nét line hết. Bây giờ mà các bạn vẽ thép cho mình vào được. Vẽ thằng thép này thì chả khác gì vẽ mấy cái thằng này. Đây này. Chả khác gì luôn. Mấy thằng này chả khác gì luôn. Đây là có 17 khi 14 này. À thôi, vào thuyết minh xem này. Hết theo mặt gà 1122 này.
Hai thằng này là nó như nhau à? Một là một, một mươi gram hai hai. Rồi, vào đây. Làm thép nằm ở dưới này. Là 17 phi 14. 17 phi 14. 17 phi 14 đây. Khoảng cách 135. Phi 14 khoảng cách 135. Ok. À, trước tiên các bạn vào mặt bằng. Mặt bằng móng đâu? Đây, mặt cái móng này. Hai lần chuột giữa. Các bạn quét chỉnh những thằng cột này về giữa này. Mở cách nhé. Các bạn bắt vào cái tâm này. Cái này tâm này. Các bạn di xuống đây này. Di ra ngoài hẳn đi. Ôi chết. Cái gì cả cả nhỉ. Mười cách di chuyển đó. Đây các bạn bắt cái tâm này. Sao nó đi cả nhỉ? Láo nhỉ? Các bạn vào 3D. Các bạn xóa đi. DE. Các bạn copy lại cho mình nhé. Copy đúng vào tâm luôn nhé. Các bạn quét hết thằng này nhé. Được chưa? Sót đây này. Sót hai thằng này đúng không? Rồi các bạn vào mặt bằng. Không, nó là vào mặt bằng cái câu bóng đây này. Các bạn vào lệnh CO này. Các bạn bắt cái tâm cho mình này. Tâm đâu nhỉ? Đây. Nó là cái bắt cái tam giác, dấu tam giác của cái thằng dứa này. Copy xuống đây. Đây, thả vào cái dấu tam giác này. Đấy. Thấy chưa? Là nó nằm đúng tâm luôn. Ba đề này. Khá là ok. Rồi sâu lên. Mệt lắm. Rồi. Ok chưa? Xong các bạn vẽ thép như bình thường thôi. Còn cái cấu móng này. Gì? View. Audition đi theo. Ở khâu nào chứ? Audition đi theo. Cũng thằng này. Được chưa? Phải chuột. Auto view. Rồi. Apply cho thằng này luôn. À, rename đã. M1. Có cọc. Không có gì. Apply cho nó cái template. Mặt bằng móng à. Ok đi. Chưa. Nó lại có cái ấy này. Các bạn lại vào đây các bạn xóa mình đi cái. Nhìn có chữ quá. Đây. Clear đi. Được chưa. Wow, cái thép nó bị làm sao nhá. Nó bị làm sao thì nắm này lôi nó vào ngọn gọn cho mình nhé. Ok. Màu mè các bạn tự chỉnh cho mình tương tự. Rồi xong các bạn bửa dọc ra. Đây bửa dọc này đi. Ok chưa. Phải chuột go to view. Cho nó lên hết đi. Được chưa. À, đổi cái thằng này thành Horizon Section nhé. Đây. À, nó nhảy xuống Horizon Section này. Phải chuột chọn gì? Mà cắt. Rồi là 44 rồi. Enter. 44 tương với lại 11 móng cọc nhá. Rồi, xong thì vẽ thép cho nó. Apply cái cho đẹp xem nào. Apply này. Mặt bằng chi tiết móng. Nó là mặt bằng à? Nó là mặt đứng nhỉ? Mặt bằng mặt đứng chẳng như nhau. Đây thì tạo mặt đứng đúng không? Đứng các bạn tạo từ cái này này. Create này. Mặt đứng. Tiếp. Ok. Apply cho thằng thứ 4 này. Cái này ban đầu thì các bạn tạo cho nó một cái là mặt bằng, một cái mặt đứng ấy nhé. Tạo cho chuẩn nhé.
xong rồi apply cho các mặt cắt còn lại. Chứ đừng làm mình, tại mình làm ấy quá, mình làm kiểu nó bị cắt nhỏ ra ấy. Sao nó lại lòi ra mấy cái thằng này nhỉ? Tức thật. EH. EH. Đây, các bạn quét từ dưới lên trên này. Quét như này nhá. EH đi. Cay thật. Rồi để cái răng này đây nhá. Để cái răng này đây xong rồi hôm nào thể hiện cho nó có. Rồi. Quét nhích lên đây một cái. EH đi. Rồi, mấy cái thằng này tương tự quét kiểu như này này. Đấy. EH. EH. Biến hết. Thôi thằng này cho biến luôn. EH. EH đi. Còn cái cốt cao độ VV annotation vào chữ L đúng không? Level này tắt đi. Còn cái thằng này thì tắt luôn, EH luôn. Không cần thiết. Được chưa? Được chưa? Xong rồi vẽ thép thôi. Đây. Chắc chờ này, Reba này. Chọn cái thằng này này, chọn là phim 14 này. Đặt đây. Nó chết, quên đặt bê tông bảo vệ cho nó rồi. Thì vào cover này. Đặt nó là 40 đi. Đây, nó nằm nổi lên như này. Xong rồi gì? 33. Vào hiện thêm lên. Được chưa? Click vào thằng này. Chọn chọn đây là gì? Fix number maximum fixing này. Cái này là 150. Đây, hoàn thiện mình này. 135 nhé, làm tròn lên 140. 140. Ok chưa? Top này. Mặn. Rồi. Maximum là nó sẽ nằm lọt luôn các bạn. Rồi tương tự nhá. Tương tự các bạn click vào thằng này. Các bạn xoay đi. Xoay nhá. Xoay cho các bạn click vào cái thằng copy này. Xoay bao nhiêu? Click một phát, di lên đây 90 độ. Ok. Được chưa? Sau này, sau các bạn đừng có ấn gì nhá. Ấn sổ xuống đây các bạn chọn gì? Phim 12. Được chưa? Phim 12 xong. Các bạn ấn vào mặt đứng này. Các bạn ấn phím di chuyển lên. F12 này nó nằm trên. Ok chưa? ESC. Rồi, hiện lên. Ok chưa? Đây này. Phim 12 này. A130 này. Phim 12 này. 130 nhá. Enter. Ok chưa? Mình cho thằng này maximum luôn à. Giảm xuống một thanh đi. Đây 18 thanh rồi. Lại trả về number quick pacing, giảm xuống một thanh. Nó là 17 thanh như sao ấy. Đây này. Ồ, nó là 18 thanh. 18 thanh, với lại 14, 17 thanh. Xem thằng này đúng số thanh chưa? Thằng này 17 thanh nhá. Thằng này 17 thanh là đang... thằng này 17 thanh là đúng rồi. 17 thanh 14 đúng rồi, 18 thanh 12. 17 thanh 14 này, được chưa? Click vào cái thằng nằm dọc này. 18 thanh. 18 thanh 12. Thôi, để như này được. Được chưa? Xong các bạn quét hai thằng này. Filter bỏ cái structure foundation đi. Bạn đặt là gì? 11. Đóng cọc. Enter. Được chưa? Các bạn kiểm tra bảng thông kê này. Bọn người có thép đây. Này,
móng M1 này, móng cọc này, móng nông này, đệm cát này, M2 móng nông này. Ok chưa? Thằng này số lượng là bao nhiêu? Số lượng ở đây mình cho là thằng này là số lượng 17 nhỉ. Móng nông đệm cát là 1 chứ. Thằng này là 1 luôn. Enter. Ok chưa? Là xong luôn bảng thống kê rồi. Xong các bạn vào mặt bằng móng nhé. À không, các bạn vào bản vẽ cho mình. Là hai cái thằng này là giờ xong rồi nhá. Đúng không? Các bạn kích hai lần vào đây. Xong gì? Kéo thằng này vào đây. Các bạn hiểu chưa? Tắt nó đi. Ok. À từ, các bạn kích vào thằng này. Ẩn cái cooldown này như mình. VV. Annotation. Cô nào ngay đây. Tắt đi. Ok. Những cọc và cái này tốn diện tích nhỉ. Các bạn phải sắp xếp bản vẽ cho khéo chút nhé. Không không có chỗ mà để đâu. Rồi. Chỗ này các bạn xong đúng không? Xong các bạn lôi sang. Lôi cái 44 này này. Lôi sang xong. Để ý nó là số 4 là đúng này. Không thì sửa đi. Kích thằng này. Kích vào thằng này. Được chưa? Lôi lên đây. Rồi. Lôi xuống đây. Thằng này đi. Ấn vào di chuyển này, di chuyển xuống đây. Các bạn xử lý tương tự như lúc này nhé. Tắt đi. Cái thằng này, lôi lên tí. Cái thằng này lôi nó sang lên tí này. Sang lên tí đi. Ok nhá. Cắt 44 này. Lôi cái mặt bằng ra. Móng cọc này. Tắt bớt đi. Móng cọc này. Lôi sang đây. Ok chưa? Rồi cái thằng này, cái thằng thép này các bạn làm tương tự như mình nhé. Các bạn hiện một vùng thôi. Hiện một vùng như này thôi. Filter bỏ hàng đi. Ok. Edit này. M1 móng cọc. Đâu? M1 móng cọc đây, bỏ đi. Ok. Rồi các bạn tạo cái khối xong rồi ES đi cho mình như kiểu mình làm cái thằng bên này này. Được chưa? Về đúng không? Rồi, mấy thằng màu này các bạn chỉ cần làm đẹp một cái thằng mặt bằng ấy. Nó như này này. Xong các bạn tạo ra một cái tiêu chuẩn như kiểu mình tạo lúc nãy, các bạn apply cho bốn cái thằng này. Tương tự bốn cái thằng mặt đứng cũng thế. Ok này. Xong thì các bạn sẽ vẽ cái chi tiết cọc cho mình. À thôi, vẽ ở mặt bằng trước. Đây, chi tiết cọc đây. Các bạn vào bản vẽ của mình nhé. Ở đây cái bài của mình là 5 cọc. Cái bài của mình là 5 cọc. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 một cái ở dưới này. 5 cọc đúng không? Thì các bạn, cái này các bạn, mình khuyến khích các bạn vẽ tay đi. Vẽ tay cho nhanh. Vẽ tay đi cho nhanh nhá. Trước tiên là các bạn tạo một cái layer thép. Tạo một cái layer thép nó to như này, màu xanh. Đổ như kiểu thép đai ấy. Không thì thích cho màu đỏ cũng được. Rồi. Xong các bạn vào Revit này. Các bạn bật cái khối này lên. Các bạn vẽ ở tầm ngoài này đi. Đây này. Xong tắt nó đi. Các bạn vẽ ở tầm này nhá. Các bạn vào main gate này. Có cái dấu setting như này. Các bạn xuống xuống các bạn chọn light tie này. Được chưa? Các bạn chọn new. Tạo cho nó một cái layer là gì? Nét thép đai đi. Ok
Màu ở chỗ này chọn là 2 3 gì đấy chẳng hạn. 2 đi. À, thôi 3 đi. Chỗ này chọn là màu đỏ màu xanh gì đấy được cho nó nổi trội. Được chưa? Nó xong cái nét này nhá. Còn cái nét hidden này thì có sẵn rồi sao ấy. Ok. Rồi các bạn vào DL. DL các bạn sổ xuống đây. Các bạn chọn là hidden line cái đã nhá. Cái cọc của mình đang là 300 300 đúng không? 300 này. Enter này. Nhấn xuống đây này, nhập 300 tiếp này, enter này. Nhấn sang đây này. Rồi lên đây, được chưa? Xong cái thằng này nhá. Xong các bạn có cái ký hiệu này cho mình cũng được này, tâm cọc ấy. Lại chuyển về gì? Chuyển về nét medium line. Rồi. Nhấn xuống đây. Medium line nó hơi to đúng không? Mình chỉ các bạn luôn nhé. Đây, xoay cái thằng này đã, xoay copy này 90 độ này. Được chưa? Mình chỉ các bạn sửa cái thằng này nó nhỏ đi nhé. Bạn vào đâu? Các bạn vào main gate này, object style này. À không, main gate. Thằng này đang là led số mấy nhỉ? Sao biết được nhỉ? Medium line. Số mấy các bạn vào lai tai này, các bạn sổ xuống này, cho nên cái medium line nó là nét số mấy, medium line này, đây các bạn sửa thành nét số 16 đi cho mình, được chưa? Ok, siêu to khổng lồ luôn đúng không? Đó, các bạn lại vào đâu? Các bạn vào setting này, các bạn là vào lai quét này, đây nét số 16 dưới cùng này, ở đây là chế độ 1925 đúng không? Một chia năm đây không có này. Thế để 1:20 xem nào. Ở chỗ này là nét số 3 là nó 0.35 đúng không? Mình cho về 0.1 đi. Hoặc là 0.15 đi chẳng hạn cho nó mỏng mỏng hơn. Cái chỗ nào này. Không, quét quét mỗi thằng này thôi. 0.15. Được, ok xem nhá. Đấy. Đấy, mỏng chưa? Mỏng nét. Là xong nhá. Xong các bạn DL. Các bạn vẽ cho mình cái đây, các bạn thấy nó có đường gióng không? Vẽ cho mình mấy cái ký hiệu này cho nó đẹp đẹp tí. Mờ mờ này. Mình chọn thằng này, chọn thằng này. Mờ mờ tiếp. Mờ di chuyển MV này. Di chuyển lên góc này này. Chưa? Nó không đôi xứng nhau. Rồi xong thì các bạn vẽ cái ký hiệu tiếp đai vào cho mình là xong. Cái kiểu ký hiệu tiếp đai như kiểu như này này. Thì gì? Ấn DL. DL các bạn sổ xuống các bạn chọn gì? Nét tiếp đai lúc nãy tạo này. Các bạn vẽ vào tầm này đúng không? Đây, tầm này. Đấy. Sao các bạn gì tạo thêm cho nó cái nhánh đai này. Được chưa? Đi lên đây tí. Đi sang đây tí. Ok nhá. Xong thì các bạn quét từ trái sang phải. Các bạn group nó vào. Đây, group đây. Chọn cho nó là gì? Cọc đi chẳng hạn. Enter. Được chưa? Còn gì? Xong các bạn gì vào đây không, mình ở đây không đêm cái này, cách 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 mỗi cái mép mép ngang mép dọc này là đều vào 250 đúng không? Ok nhá, các bạn đêm này, đây này, đường nào cũng phải đêm thì các bạn đêm luôn, đêm cái mép này này, ra cái chỗ này là ra mép ra tâm này, tức là tâm cọc này này, 250 là mép, từ mép này là tâm tâm cọc đúng không? Đây tầm đây, nhưng mà từ từ EC đi nhá, các bạn kích vào cái thằng group này, edit group này, được chưa? Các bạn kích vào cái thằng này, các bạn MV cho mình nhé, di chuyển này, các bạn bắt cái thằng này này, đấy, di chuyển vào cái tam giác cho mình này, thấy tam giác chưa? Từ từ thằng này cũng vậy, thằng này là đồ, thằng này là lúc nãy mình ghé đúng không?
thằng Phoenix đi. Rồi, đi. Các bạn đi từ đây này. Ra team này, đúng team nhá. Rồi, thả ra đây. Xong gì? Đi map 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 đứng này. Được chưa? Tao kích vào cái thằng group này. Đấy. Không cho sửa rồi. Không cho sửa chính xác rồi. Rồi, 250 này. Để này vậy. Ok. Các bạn kích thằng này. Các bạn đối xứng xuống đây. DM bắt cái đây. Bắt cái có cái đường gióng ở tâm này. DM kích vào đây, kéo thằng đây. Được chưa? Xong hai thằng này như nào? Dưới control chọn luôn thằng này, DM tiếp. Đây. Được chưa? Còn cái thằng dưới này, các bạn kích vào thằng này nhá. CO nó vào. Bắt vào cái tâm này. CO vào đây. Được chưa? Bạn dim thôi. Bạn tiến hành dim cho nó nhé. Thôi, mấy cái dim tang thì các bạn xử lý cho mình đi. Đây này. Dim cái cọc này vào. Để cách này. Cọc này cũng là đúng chính xác kích thước rồi đúng không? 300 này. 300 này. Ok chưa? Nó xong mặt bằng nhá. Còn cái một cái vùng thép này các bạn làm tương tự cái thằng này cho mình này. Đây. Tiếp theo là cái thằng này mình cũng khuyên các bạn là vẽ bằng cái netline cho kịp tiến độ chứ không ai vẽ cái cọc thật ra đâu, cọc thật ấy. Rồi tắt đi. Ok nhá, các bạn kích hai lần vào đây. Cọc thật rồi các bạn lại vẽ như nào đây đúng không? Cái thằng này có khi là phải kéo lên nữa đấy. Bạn kích vào cái thằng thép này nhá. Kích chọn hai cái loại thép này. Rồi. Bạn đi di chuyển lên. Lên tầm này cho mình. Để về cái cọc này, về cái cọc nó đâm lên đây này. Cọc của mình đâm lên 150 này. Cách vào đây là 250, thấy chưa? Thì các bạn vẽ ấy cho mình thôi. Đây. DL nhá. Tên là cái nét đen đen này. Nét đen đen là medium line. Medium line này. Nhưng mà mỏng quá nhỉ. Mà thôi, cũng được. Các bạn vẽ tầm này cho mình đi, xong rồi lắp chỉnh sau nhá. Lên bao nhiêu? 150 này, enter này. Cọc rộng 300 này, enter này. Đấy. Được chưa? Xong cái thằng này nhá. Nét này nó hơi ấy đúng không? Các bạn này vào chỗ này. Bạn vào line của line tie. Các bạn vào new. Tạo một cái mới là gì? Nét bê tông. Enter. Chỗ này là cho nét số 2 đi. Ok. Chọn ba cái thằng này. Chọn là nét bê tông. Nó nhỏ đúng không? Các bạn thích cho thêm to thêm thì vào sửa cái chỗ đấy nhá. Đây này. Lai tai này, sổ xuống này. Sửa cái nét bê tông này. Nó là số 3, số 2 đúng không? Cho thành số 3 là nó to hơn thôi. Đây. Cho các bạn DL. Chọn gì? Nét bê tông này. Tiếp tục vẽ xuống thôi. Này. Xuống tầm này đi. Thằng này vậy. Các bạn vẽ sang đây.
bạn vé sang đây tầm đầu cọc này cho là 300 đi. Enter. Rồi, các bạn lùi lên đây. Lùi lên đây. Không gì. Các bạn xóa hai cái thằng này đi. Được chưa? Xong là đến cái thằng này thì tạo đơn giản thôi, DB này. Được chưa? Cái chồng xuống đây. Được gì? DB. Được chưa? Xong là về cái thằng bố thép nhá. Làm sao vậy? Đây. Cái nét cốt thép này. Thì cũng chả có cái gì cả. DL. DL vào nét cốt thép. Lấy cái cốt thép đai này luôn được. Đây các bạn về tầm này. Kéo nó xuống đây. Kéo qua đây luôn được. Rồi. Được chưa? Nó không mất này. Không mất thì nắm thằng này kéo xuống đây. Rồi, lại DL đúng không? Đấy, chỗ này kiểu minh họa mà. Đấy. Không gì, không gì, DL. Đấy, chéo nó lên đây một phát này. Cao lên 140, 400. Hết trừ lên 400. 400 đúng không các bạn, RP nhá. Fix line này, 400 này. Fix thằng lên 400. Rồi nắm cái thằng này, kéo ra đây. Rồi, DL. Kéo lên đây này, tầm này này. Tầm nó chết chết như này đi, ok nhá. Tầm như này nhá. Xong các bạn chọn thằng này, chọn thằng này, chọn thằng này, chọn thằng này. Được chưa? DM nó sang. DM bắt trung điểm cạnh này. Kéo xuống đây. Được chưa? Xong có thiết đai đúng không? Thép đai với lại cái đoạn thép đầu cọc này. Đoạn thép đầu cọc các bạn này phải tạo thêm cho nó một cái thanh lai tai này. New này. Nét to đi. Chỗ này là màu cam đúng không? Đợi lại chút. Ok. Nét số 4 đi. 5 đi. Ok. DL. Nét to. Vé nó lên cái gì cho nó lên đây luôn nào. Kéo xuống đây. Kéo nó nhô ra. Đấy. Ok chưa? Tiếp theo là thép đai nhá. Thép đai các bạn lấy màu đỏ luôn được, mà lấy màu xanh thì tạo thêm màu xanh cho mình này. Chỗ này vẽ hai đường đây. Chỉnh về thành nét nét thép đai này. Đây, cái này vẽ kiểu minh họa thôi. Rồi, kích cho thằng này nhá. Ở đây xuống. Ở đây ra tầm này đi. Số lượng là 8 đi. 9. Được chưa? Tiếp tục DL. Kích vào thằng này. Lên sau đây. Kích vào thằng này. Ở đây xuống. Đấy là 60 đúng không? Là 8 đi. Đấy, không mình tăng thêm 9. Được chưa? DL tiếp này. Được không? À, DL. DL thì các bạn vẽ tay cho nó. Hoặc là gì? Hoặc là cái thép này nó xoắn 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 đấy. Đây này. Đây này, thấy xoắn xoắn không? Thì các bạn vẽ xoắn cho mình DL nhá. Đây. Xoắn xoắn kiểu như này này. Thôi, tầm thế đi. Kiểu thế. DL. Thằng này lên đây. Ok, ví dụ thế nhá.
kiểu xấu nhỉ. Thôi chỗ này các bạn vé thư thư cho mình thôi. Ở tầm này rồi, ok nhá các bạn. Xong các bạn chỉnh cho nó về này là 250 này, cách ra 250 này, d cách này đấy, là các bạn quét hết cái thằng này, các bạn group nó lại nhá. Xong rồi dim này, dim từ mép này, này ra cái thằng này là 250 này, các bạn kích vào thằng này rồi zoom to ra sửa nó thành tầm 250 đây, ok chưa. Ở bên di chuyển rồi các bạn copy ra đây là bao nhiêu, cách ra đây 900 này, copy này, multiple này, 900 enter này, 900 enter này, ok trùng nhau rồi. Rồi kích vào thằng này tiếp, copy copy ra 900 tiếp này, được chưa, ok nhá. Để đi theo chính trang nhá. Đây được luôn này, được chưa? Là xong cái thằng chi tiết cọc rồi. Đẩy cái thằng thép này, thằng thép nóng này xuống tì đúng không? Chỗ nó sắt vào đây. Đây chọn thằng này, giữ cơ chọn luôn thằng này, đi di chuyển xuống. Ok chưa? Tương tự thằng này nhá. Tương tự thằng này. Lôi nó xuống không? Vào 3D này. Đây nó là mấy cái thằng này này. Quét mấy cái thằng này thôi. Quét mấy cái thằng thiết dọc này thôi. Xong rồi vào vé này. Thôi mờ nó xuống. Bắt vào thằng này. Bắt thằng này. Được chưa? Ok, quá đẹp. Các bạn tiến hành dim tang cho nó nhé. Tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn lấy mấy cái thằng này, lấy cái mấy cái thằng này nhá. Thôi giờ cũng muộn rồi, mấy giờ rồi. Thôi, buổi sau mình sẽ chỉ lốt các bạn cách lấy cái thằng địa tầng này, lấy một phát là xong vì mình làm sẵn cho các bạn rồi. Xong rồi lấy mấy cái chi tiết này này, cái này mấy chi tiết này thì không vẽ mô hình được đâu, khó lắm. Với lại thứ hai là kiểu cái tiến độ đồ án ấy nó ngắn quá ấy. Các bạn sẽ không đủ thời gian để mô hình đâu. Thì mấy cái này các bạn trước đây mình tận dụng từ cái thằng két, nhưng mà mình link sang xong rồi mình sửa mấy cái layer này cho nó đẹp ấy. Đây thì các bạn sẽ dùng luôn cho mình mấy cái thằng này, thì buổi sau mình sẽ chỉ các bạn lấy, ok chưa. Xong rồi còn cái bảng thống kê nữa, là bốn cái thằng trên này là mình có luôn thống kê rồi. Mình sẽ gì nhỉ? Mình sẽ có hai cái thằng này này là mình phải tạo. Cái thằng thống kê, cái thằng cọc 1 cọc 2 này.
Đây, bảng thống kê các bạn có luôn ở đây. Bảng thống kê cốt thép này. Chỉ không có cái thằng cọc thôi. Đây này, bảng thống kê này. Thì cái thằng cọc đấy thì mình sẽ chỉ các bạn lấy vào buổi sau nhé. Rồi, buổi sau gọi là buổi sau là kết thúc luôn nhé. Các bạn còn mấy cái mà tương tự các kiểu ấy. Thì các bạn chú ý các bạn làm tương tự với mình nhé. Mình sẽ không làm lại đâu. Rồi. Rồi, chào các bạn nhé.